Bình Dương. Chúc cả nhà sẽ có một ngày làm việc mới hiệu quả và ngập tràn năng lượng. Và ngày hôm nay thì quay trở lại với siêu dự án Victory City nằm tọa lạc trên mặt tiền đường của tuyến đường DT746 thuộc về Tân Lập, phía Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Và quyết định này thì ngày hôm nay Thúy Trần sẽ chia sẻ toàn bộ khung cảnh của Flycam sau những tháng nghỉ dịch để quý vị các bạn chúng ta đã và đầu tư ở khu vực này thì có thể nhìn lại được toàn cảnh khu vực dự án này ạ. Và xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với lại những hình ảnh mới nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, dự án Victory City hay còn được gọi là khu nhà ở Tân Lập nằm tọa lạc tại khu vực Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án của chúng ta nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT746 và tuyến đường DT745, nằm liền kề với khu công nghiệp V-Ship 3 và khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. Dự án có quy mô lên tới 13,15 ha với hơn 700 nền. Hiện tại dự án đã được hoàn tất 100% về cơ sở hạ tầng. Vâng, và như quý vị và các bạn chúng ta có thể quan sát ạ, ngay vị trí ngoài đầu cổng giáp với tuyến đường DT746 thì đang được chủ đầu tư của chúng ta xây dựng nên 3 căn shop house. Và trong dự án thì hiện tại đã có tới là gần chục căn nhà đang được dân cư của chúng ta xây dựng và về đây sinh sống được quý vị nhé. Và như quý vị và các bạn chúng ta có thể thấy là cơ sở hạ tầng trong dự án của chúng ta đã được hoàn tất 100%, bao gồm hệ thống điện âm, nước máy, hành lang, cây xanh và điều đặc biệt hơn nữa là hệ thống chợ, kiosk cũng như trường học, trạm y tế và công viên đều đã được chủ đầu tư của chúng ta gấp rút hoàn thiện và đang được bộ xây dựng của chúng ta nghiệm thu để sau đó sẽ ký chuyển nhượng và sang sổ cho khách hàng. Về hệ thống chợ thì được chủ đầu tư dành riêng một quỹ đất rất là lớn để làm chợ chính và 28 kiosk ở hai bên. Hiện tại chủ đầu tư đang chào bán cũng như là cho thuê các kiosk này để kinh doanh buôn bán. Chính vì thế quý vị và các bạn ai quan tâm đầu tư kinh doanh tại khu vực này thì có thể liên hệ trực tiếp cho chủ đầu tư Tân Lập ạ. Và hệ thống công viên của chúng ta sẽ bao gồm hồ cảnh quan này, nhà tròi cũng như ghế đá đều đã được hoàn tất trước khi mở bán dự án này. Cùng với đó thì hệ thống trạm y tế sẽ bao gồm là một trệt một lầu đã được hoàn thiện phần thô quý vị rồi nhé. Và trường học của chúng ta sẽ bao gồm là một trệt một lầu cũng đã được hoàn thiện 100% rồi ạ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn thân mến, giá đất tại khu vực dự án Victory City đang nằm ở mức dao động là từ 12 triệu đến 13 triệu rưỡi trên một mét vuông tùy theo diện tích cũng như là vị trí các lô các nền. Riêng đối với trục đường D4 sẽ đấu nối trực tiếp từ mặt tiền đường DT746 đi thẳng vào bên trong dự án có lộ giới là 20m sẽ bao gồm vỉa hè thì đều được chủ đầu tư của chúng ta giữ lại để xây dựng các shop house và để cho bán ra thị trường. Vâng, và Thúy Trần cũng xin chia sẻ thêm một thông tin, đó chính là tại dự án Victory City nằm cạnh với tuyến đường DT745 tức nhiên đường vành đai 5 sẽ có quỹ đất dành riêng để xây dựng các chung cư quý vị nhé. Bởi vì khi khu công nghiệp V-Ship 3 của chúng ta hình thành thì đại bộ phận kỹ sư chuyên gia nước ngoài sẽ về đây sinh sống và làm việc. Chính vì thế chung cư này sẽ được chủ đầu tư của chúng ta xây dựng và kiến thiết khi mà dự án khu công nghiệp V-Ship 3 của chúng ta được hình thành ạ. Và Thúy Trần cũng xin chia sẻ thêm một thông tin nữa, đó chính là tuyến đường DT746 sẽ được mở rộng thành 42 làn xe trong tương lai và sẽ đấu nối trực tiếp với tuyến tạo lực Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo đã được động thổ vào ngày 5 tháng 10 năm 2021 vừa qua. Vâng, và như vậy, với một dự án nằm ở một vị trí trung tâm đắc địa của khu công nghiệp V-Ship 3 cũng như là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch và sẽ có đầy đủ các tiện ích như chợ, trường học, công viên, nhà phố, shop house và chung cư. Như vậy, dự án Victory City sẽ là một trong những dự án sáng giá tại khu công nghiệp V-Ship 3 trong tương lai. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ các thông tin cơ bản nhất cũng như là tiến độ thi công dự án sau những tháng nghỉ dịch. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị và các bạn trong thời gian tới. Cả nhà cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Quý vị và các bạn quan tâm đầu tư bất động sản tại khu vực Bình Dương cũng như là Bình Phước, đừng quên gọi cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.